Howard Family đã làm gì trước khi Trey vào lớp 1? Tham gia show ẩm thực trắng. Làm cái món hamburger này thì cái phần mà mình chọn thịt bò nó cũng quan trọng lắm cả nhà. Nên là Ngọc cũng chọn những cái phần thịt bò rất là ngon luôn. Hay là show sinh tồn? Sự thật là gì? I don't think you can do this. Ủa cái này sao nó không chín luôn á? Có lửa mà nó nấu không chín luôn, không thấy gì hết trơn, kỳ vậy ta? Sao nó vỡ ra dữ vậy ta? Đón xem chuyến cắm trại đầy bất ổn của gia đình Howard trong series Family Come for Love 20:30 thứ tư hàng tuần trên YouTube MCV Media. Ai vậy ta? Rửa tay đi, rửa tay đi. Ai? Ai vậy? Tay đi, rửa tay. Tới giờ này mẹ Ngọc mới xuống, cái giờ này tôi sắp ăn trưa rồi mới xuống. Trời ơi vuông á, tôi dậy từ hồi sáng sớm mà tôi ngủ một cử rồi, nó mới giờ bà mới dậy. Hải không? Cái này bây giờ bỏ làm sao chứ bỏ? Không, đi hút chân không bài. Cái này đi hút chân không, cái đó là quà của anh Bobby á. Đi hút chân không hả? Cho đưa cho đứa nào đó chạy đi ra hút chân không mới ấy nổi chứ còn không là đâu được. À cầm 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 ơi cầm cầm cầm. À cầm cầm cầm. Mừng. Thôi bồng ra đây. Muốn cưa bồng ra đây. Hả? Muốn cưa bồng ra gì vậy? Bà thẳng chân thẳng cẳng đâu vậy? Hả? Không, bà cô chú thấy không? Thấy không? Nghĩ hà. Thấy không? Bà đưa cho nó con nó cầm ba. Hả? Bà đưa cho nó con nó cầm ba. Nè. Nè, nó nói cho nè. Kìa. Ông ơi. Ẩm đi. Thôi, nhìn cái con rồi. Mèo kìa, không nhìn tôi. Ẩm đây nè. Không quan tâm tới con mèo luôn. Không quan tâm với con mèo luôn á. Ừ, ghê không? Ba mẹ đâu hết trơn rồi. Dịp rồi. Rồi, để nhỏ ngầm im ở đây rồi kìa. Rồi hai anh đi học hả? Hai anh mới về, mới trở về đó. Quà đó, quà chú Bobby mua, chú Bobby mua cái đó rồi chú Bobby còn đưa một mớ. Quà đưa con cầm nữa là kêu cô con có cái quà đó là phải cầm, là phải cất vô vỏ của con. Cái nào? Hả? Cái nào cầm vô quá trời bao lì xì quà rồi này kia đó. Cái gì mà cục vậy ta? Không, ba cái dây á mà. Ba gỡ mấy cái giấy đó ra đi. Gỡ mấy cái giấy đó ra cho nó nhẹ nhàng bớt đi. Cưng. Đi lên đây bông, đi lên đây. Đi lên đây, đi lên đây cua bông. Đi lên đây cua bông. Đi lên đây cua bông, đi lên đây cua bông. Ừ. Không bán ra đây, ngồi dậy. Ngồi dậy. Trời ơi, đưa hai chân dậy kìa. Chào tạm biệt xong mọi người rồi, bây giờ đi lên nha. Chào tạm biệt nhà ở biên hòa. Cái gì à? À cốc hả? Cốc này bự rồi đó, phải kiếm sổ. Bảo ơi Ngọc nghĩ cốc này cốc Việt Nam nè, nên là hả nó bự tới cỡ này mà chưa có trái nè. Chứ còn cốc Thái là lạng quạt có trái rồi. Trời đất ơi, coi chưa gì á. Chưa gì hết rồi nó nhảy. Cởi áo. Đứa này á. Thế mày Ngọc. Để mẹ Ngọc đi thăm cái cây nho của mẹ Ngọc coi. Hồi bữa chú đó Đà Lạt gửi vô bảo có dặn cái cô qua ấy nhà chưa? Là mấy ngày là bữa xuống rồi mấy giờ ta? Thấy mới xuống hồi tuần rồi đó nghe. Tuần được. Chưa được. Ui cha. Sao con không phải áo ra kìa? Đây. Bởi vậy rồi giờ áo đâu mặc về. Ê, bỏ dưới đất, không có bỏ nữa, bỏ dưới đất. Qua coi cô chú 8.8 ở nhà không nè. Trời ơi, nho thân gỗ này lạng hoạn tới tháng 10 có trái. Tháng 10 có trái thì tôi đâu có ở đây để tôi ăn đâu ta. Trời ơi, có mấy con chim đậu chảnh ghê thương không? Có trái nào không? Nho thân gỗ này đợi có trái cũng miệt mài quá. Thử nào à? Có trái bảo quay cho Ngọc coi cho Ngọc vui nha bảo. Lâu lâu ở đây bảo chăm sóc nó giùm giống như một cái đứa con tinh thần nha bảo.
chưa trái tiết gì hết trơn, ngộ vậy không biết rồi. Mận này lãng quạng năm sau là rụng trái á. Cái bữa nay mấy bữa nay sao Việt Nam mát nha cả nhà thấy không, có cô á, cổ làm qua, cô A làm mỗi ngày, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn. Hồi đó lúc mà chưa có cổ á, thì lên là con nói là Ngọc nói là cây cái rồi ấy bụi bặm đồ nhiều lắm, có cổ cái ngày nào cũng qua lau dọn cái mình lên mình thấy sạch sẽ cái mình ham. Rồi anh giật anh lên thì anh rảnh anh tưới cây tưới đồ nè. Cây mận này, cái gốc mận này nó cũng già lắm luôn nè, không biết chừng nào mới có trái đây này chứ. Mận này quá già, trồng gốc mận này là tầm 7 à. Để Ngọc vô coi đàn cá thân yêu nữa, Ngọc có hai cái thân yêu. Có đàn cá thân yêu với lại nho thân gỗ thân yêu. Cái gì của mình là mình thích. Ủa? Đây, đàn cá thân yêu đây. Quên nữa, còn về đóng thêm cái cặp rồng này nữa. Cặp rồng này là Ngọc được tặng nè. Để nha nhắc ấy nhớ chứ không mấy, còn không mấy là quên cặp rồng này. Hello đàn cá thân yêu. Bữa giờ uống nhiều qua ngày tay sao rồi? Cháu ngoại con bé nó nghe được vậy đó, cái nó xin cho cháu ngoại uống rồi, nó xin cho thằng cu uống rồi, cho thằng cu khỏe. Bữa mình chia ra, bữa em cho hộp 2 gram lẫn mẹ. 2 gram mà nó nói cho con nó đi mẹ, mình mới mốt con nó có gì rồi con mua cho của chị. Rồi đưa cho nó uống, đưa cho cả gia đình nó đi. Mà chị ở đâu lần, chị ở đâu lần? Ở Bà Rịa, nó hay mua đồ của em, kem, đồ khắn rồi đó. Vậy? Nó biết mà. Đưa lên nó không biết chị này mà. Là chị là con gái của chị? Đúng rồi. À, cái cô của cô. Rồi, có gì cái em về lại Mỹ rồi cái chị ở đây chị giúp đỡ nhà này dưới đây giùm em, có chuyện gì cứ gọi anh Bảo giùm em nha. Dạ, về gì nè. Cái đóng tiền cho tiền lời. Đóng cái gì? Tiền lời cho nhà nữa, mấy hôm đó nè. Tại cái bữa đợt cháu bệnh đó, rồi mượn. Mà mượn nhiều không? Mượn nợ nhiều không? Có 15 triệu mà đóng cái mượn lời hả? Đóng nhiều. 1 triệu 1 tháng 200. 1 triệu lạng tháng 200. Mà 15 triệu lạng tháng nhiều? 15 triệu. Triệu rưỡi hả? Triệu rưỡi. Dữ người ta. Tháng nào cũng đóng. Bây giờ đây giúp chị đi. Bây giờ giúp cho chị, cho chị trả hết cái tiền đó đi, chị khỏi trả tiền lời đi cho rồi đi. Để chị chỉ còn ấy chứ, một tháng chị trả 1 triệu mấy, 1,5 triệu tiền lời nhiều quá. Đóng từ hồi mà nay rồi, giờ chưa dịch rồi, mấy tháng sau tới giờ đóng tới giờ. Cái gì? Nhiều lắm là trả bớt rồi còn nhiêu hết, còn mấy triệu. À. Mượn nhiều lắm mà bây giờ còn thiếu tao có 10 mấy triệu à. Lễ xuống đó bao, lễ xuống cái bao nhớ cái bao cho chị mượn đi, rồi mà mốt chị làm rồi chị trừ ra cho mình chứ, để chị đóng tháng 1,5 triệu tiền lời nhiều quá. Không, em nói cho chị nghe nè, tụi em không có ở đây nhiều, rồi cũng không có công việc gì làm ở đây nhiều. Mặc dù tụi em mướn chị tháng, nhưng mà thí dụ như có ai kêu chị xa buổi sáng thì chị đi làm cho người ta buổi sáng, xong rồi chiều chị dậy chị làm sao, không có gì phải ngại hết trơn, miễn chị đầy đủ công việc ở bên nhà này của em. Đúng rồi. Rồi cái là chị cứ, tại sao đây có ai ở đâu mà chị làm chi, chứ chị vô chị làm cũng có 2-3 tiếng ngồi rồi xong, chứ đâu có cần gì nhiều. Nên là bất cứ ai bút mình đi chỗ nào thì cứ đi chỗ đó, miễn sao chiều về cái công việc nhà này đã xong hết là được rồi, không có gì ngại hết, đi làm để kiếm tiền. Không có gì mãi hết trơn, cứ nói. Lâu lâu buổi chiều ai kêu chị cái chị đi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó. Cứ sáng có ai kêu thì mình sắp xếp cái công việc của chị. Chị đi bán giấc chiều, hỏi hàng em ở đây thôi. Mấy bữa nay anh vậy đó, rồi cái chị mới lo, cái là chị mới có tiền. Mấy bữa chị lấy lại 200 tử số chị đi bán. Tiền mình có anh hết vốn mà không có bán, tại anh bị bệnh vậy đó. Rồi lấy tiền cho anh rồi cái lo trong nhà cái là hết rồi, lấy tiền muốn giả cái không có tiền làm vốn bán. Rồi giấy số là bao nhiêu tiền bán giấy số? Tiền là 100 tờ là 100 triệu, mà 200 tờ là 2 triệu. Rồi cái là chị đi lấy rồi chị bán, chị kiếm chuyện thêm, không ai kêu ký thì chị phải đi, chị đi bán. Rồi cái hôm đó là chị bán cái thằng em lấy hay mua,
chị bán ông bà thương lắm chứ, chị trứng được 30 triệu rồi mà chặt con trứng được 30 triệu. Không, mà chút nữa em nói với anh Bảo là sáng ai kêu là cứ chạy đi làm cho người ta trước nha. Rồi chừng nào xong hết công việc xong xuôi cho người ta hết đi, về nhà nghỉ ngơi chút xíu. Bây giờ cái nhà này của em nè, 8 giờ chị qua chị làm cho tới 11 giờ 10 giờ đêm cũng được nữa. Ủa chứ đâu cần có ai ở đây đâu mà phải đi qua đi làm. Hiểu chưa? Nên là em biết sao không, ngày nào chị cũng phải làm hết, tại chị thấy sạch sẽ là chị thích lắm. Em biết sao ngày nào chị cũng dẹp dọn, chị lau cầu thang lâu, ngày nào chị cũng làm bảo cô Cam ngày nào cũng thấy chị đó. Ngày nào chị cũng phải làm sáng chiều cũng chịu, ví dụ chị có công có chuyện gì đó là bắt đầu chị cũng phải đi làm, là chiều là chị cũng qua chị làm liền. Rồi bây giờ nè, em sẽ cho chị 2 triệu để đi làm vốn, đi mua giấy số. Nhưng mà phải đi làm vốn mua số nha. Không, chị bán giấy số không à? Ừ. Hỏi thằng Tú đi coi. Nè. Cho đi cho chị tiền làm vốn đi mua giấy số bán nữa. Biết sao mình không nói cho Bảo nghe này nè. Chị nói là sáng cũng có người gọi chị. Chị đi làm tiếng làm đồ này kia thì thôi để cho chị đi làm tiếng làm đồ. Đi cái này thôi chứ. Ừ, còn miễn nhà mình thì chừng nào chị rảnh về chị làm sao cũng được. Chừng nào dù mình xuống thì ở đợi ở đây còn không có ngày nào chị cũng phải làm cho em, ý là chị ngại á, em hiểu không? Ví dụ em có cho lệnh chị á thì chị sáng em cho lệnh chị. Ai kêu thì chị chạy chị chút xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Chị làm ngày nào chị cũng làm. Bình thường bình thường gì đâu. Ý là công việc là ngày nào chị cũng phải làm cho nó. Thôi đi kiếm chút đỉnh tiền chứ còn ở đây chị ngày nào không có ai đây đâu. Chị ngại em kêu làm cho em là phải làm cho em chừng nào nó như vậy em nói như vậy chị mới dám. Bữa giờ không nói rồi. Không, chị không có đi. Đấy, ai kêu chị á, nhiều khi đôi lúc người ta chị đi bán giấy số á, nè thắp nhang mẹ ngày nào chuyển thắp. Đúng rồi, thắp nhang giùm cho em cho ấm cúng nhà cửa. Bữa hổm em biết không, chị không có. Không, từ ngày có chị vô nhà thấy ấm cúng. Ừ. Chị ấm cúng chị vô thắp nhang. Ngày nào cũng qua thì cũng dọn dẹp sạch sẽ chứ không phải. Ừ, con đến đây con làm cho gia đình Bảo này cho sạch sẽ. Từ ngày chồng bị chạy xe bị chồng chị chạy xe bị gãy chân hả? Ừ, gãy nó ép vô gãy cái bằng chống cái. Rồi cái là hết tiền vốn đi làm ăn gì luôn. Rồi ở nhà là thấy bữa nay mới nó bớt mà cái giò nó cũng vô hở vô nó chưa có làm hẳn á. Cái mới nói với ảnh là thôi anh tôi mới ngồi nói hồi trưa á, anh bữa nào á anh rảnh anh khỏe á anh đi xuống dưới anh làm thì em trên đây múc nước em đi đổ làm cho ông Bảo cái hầm cho sạch. Chắc nó thôi để ngày mốt cũng làm. Thế từ từ đi. Làm cho nó sạch. Rồi bây giờ mấy bữa ngày Bảo đi xong mấy bữa chị cũng rảnh chị cũng đi bán giấy số. Chiều lại thì chị đi lấy giấy số chị bán bảy kiếm tiền chứ ăn hàng ngày còn tiền gì mình làm cho em thì nhín ra còn mấy bữa mà anh làm có tiền thì đóng cho người ta rồi giờ có anh không có làm được chịu khó làm á khó dữ lắm. Ừ rồi thôi giờ cứ ấy tôi đi đi. Cảm ơn em. Rồi không có gì chị sức khỏe. À, sinh ngày chồng con vuông nha. Này này, chị về Mỹ cho chị gửi lời thăm mẹ chứ chị xài điện thoại cù bắp chị gõ không được. Ừ, rồi. Dạ không có gì vậy. Hắc xâm thượng phẩm khơi sáng làn da Hana Ara. Coi quay qua đây con coi. Một nữa hả? Đi đâu mà nhà ở nhà mà mặc đồ chi cho mệt mỏi dữ vậy? Mày mua đi gồ cho nó hả? Mua đi gồ nữa. Nó nói giờ nó ghiền quá rồi dẫn nó vô mua thêm 2 bộ nữa. Thằng Trao đó nghe đây. Ở nhà mà sao điều hành con người dữ vậy? Anh Trao đi về không mấy hả? Hai một ngày 80 bộ đồ. Có mặt các bạn. Thôi ơi, nãy còn đổ cái nón vô nó chứ. Đổ nón vô bà bảy đổ nón vô cho nó. Cái nón mà sáng hơi cái nón bộ đồ kia mới cái nón bị chặt. Nó đi đâu chơi bời vậy đâu mà điều hành con người. Đi về nhận không ra luôn. Cái này hết rồi ha. Một bịch thôi nha Minh Sành ơi, bịch số 1 đâu, bịch số 2 đâu. Có 2 bộ. Bà đi nó ghi. Thì con ở này cái hộp này chơi cũng đựng đâu. Lấy cái hộp ra đựng vô vô. Nó rớt thì sao? Rồi lên lấy cái hộp. Rồi lấy cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng xài ra. Rồi. Mở cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng xài. Mở nè. Chú cha mẹ Ngân bữa nay chơi bằng tay màu đỏ dữ dằn không? Cho nó coi coi. Hay nè, hay nè. Yêu. Hay là yêu ơi. Không có gì nữa. Tay lúc nào phải đưa trước này, không đưa làm sao nữa. Một chân hai chân mua cho con này. Yêu ơi. Mới ngủ giấc dậy hả bà? Mới ngủ dậy tắm rửa.
Má ơi, mày làm mấy anh ta nói là phải tháo hết ra luôn. Phải không? Có không? Để mẹ Ngọc coi coi, cái đó đây coi coi. Tháo hết ra. Con chưa gắt phần này nữa à Ngọc. Đó, cái đó bịch số 1 đó, cái đó bịch số 1 đó. Cái đó hồi sáng. Đi về cái tự nhiên cái thèm mà dịch quay. Order dịch quay rồi giờ mua bánh mì. Mà tự nhiên nghe mua bánh mì cái thèm bánh mì chấm sữa. Bánh mì cái ổ nè. Ổ cực kỳ dài mà cực kỳ mềm luôn, cái thèm bánh mì chấm sữa giờ đang nấu nước lên đâu. Để làm bánh mì chấm sữa nè cả nhà. Nóng chưa? Rồi. Mì chấm sữa chỉ cần 30 giây dịch quay thì mấy chút nữa mới tới, ra cho mình tới. Đi ra rồi trời ơi, nó làm cua cho mẹ mà đâu quá. Mua có mua cua xay cho mẹ không? Có, nhưng mà cô chị chưa có mở cửa, sáng chưa dặn. Bây giờ ra rồi. Dặn cái này chị chưa có mở cửa. Rồi giờ sao? Chưa có. Chưa có mua à? Xin số điện thoại gọi cho nó lẹ. Mày chấm sữa là làm nhanh nhất à. Chắc là nó cứ còn chứ ở đâu mà ta đi ra chẳng nó đi. Ừ. Người ta là bụt vàng, muốn đi muốn trương gì tới đó. Tại sao mà kiểm người ta đi tới? Chấm thẳng vô luôn. Đúng, đó. Đúng, đó là đúng rồi. Mình chấm sữa. Lâu quá mặn. Một là bỏ xuống đây. Ngon. Em đã có cái con xanh rồi này. Phải cho con ăn gấp chứ con không có chơi. Sao? Thấy cái gì? Sao chơi nó đâu vậy? Con chấm hết vô ly luôn. Đừng chơi nó ngâm. Chơi đến làm mình gửi mất về nè. Ồ. Con đi kiếm hả mà. Cái đồ chơi mà con mua đâu bãi. Không, mẹ nào. Mẹ ơi. Ngon quá. Thằng bà cô chú coi nè, nói lên nói nó điệu là đâu có đi qua. Mặc cái bộ đồ thứ ba là nói nó điệu là đâu có đi qua. Giờ nó đang ngồi trước sớm đây nó chơi với mẹ Ngọc nè, mà nó thay bộ đồ thứ ba rồi. Một ngày nó mặc ba cái ầm. Ừ, một ngày mặc cái ba cái ầm. Nó điệu là cũng đâu có nó xạo đâu, nó chính xác luôn. Nó chính xác danh tính luôn á. Buổi chiều đi ra ngồi đây với mẹ Ngọc rảnh rỗi ra ngồi cho nó mát. Để mình hít thở không khí ở ngoài trời. Chứ mình ngồi trong nhà hoài không có cốt. Rồi, cái gì đó, làm mưa. Làm mưa đi. Rồi, à ông bà cô chú, à sao? Nó ra làm gì? À ông bà cô chú con ạ sao? Con ạ ông bà cô chú làm sao? À cho mẹ Ngọc coi, khoanh tay lại. Làm gì? Nhưng bà già ăn tàu vậy? Hả? À, làm giống bà cốp ăn tàu vậy? Hả à, đây, con ạ đây. Hello ông bà cô chú làm sao? Thế vô, ạ coi. Khoanh tay lại rồi, con ạ đi. Hả à, ông bà cô chú đây. Hạ à, xuống, đúng rồi. Đó à, nó ngạ nè, ông bà cô chú thấy ngạ chưa, giỏi dám á, ngoan dám á. Rồi à cái nữa, à sao, à sao, đúng rồi, giỏi. Ăn giỏi gì mà ăn giỏi giữ khăn không, mà không biết giỏi gì, giỏi giữ khăn luôn, giỏi mà còn giữ khăn luôn đó. Nghe tiếng ngon, cái tiếng đó là tiếng con gà gái á, con gà gái ồ ồ ồ ồ ồ. Thấy không? Thấy gà gái ồ ồ ồ. Ừ. Dạ ông bà cô chú đi, khoanh tay lại. Dạ ông bà cô chú đi, dạ. Hết rồi, hết dạ. Hết dạ, kêu dạ hoài mệt quá. Kêu dạ hoài mệt quá. Ở nhà mình có biết là hiện tại bây giờ là ở Mỹ là mẹ Ngọc đang làm gì không? Mẹ Ngọc là đúng relax. Đúng à, đúng là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Để cho cả nhà xem là bà ngoại chạy đang làm gì nha. Chồng Ngọc á là trưa nào cũng thấy mẹ Ngọc á hả nằm. Rồi cái cũng không có gì làm, cũng buồn.
là chồng Ngọc anh mở karaoke lên bữa giờ. Mấy ngày nay ngày nào cũng hát karaoke. Hát một mình, hát mấy tiếng ngủ. Chồng Ngọc anh thường xuyên vậy lắm. À, miễn mà trưa trưa không có gì làm là anh cứ nói mẹ hát karaoke không. Rồi mẹ Ngọc cứ mở lên là hát cô YouTube rồi hát bài nào hát bài đó. Hát xong rồi cái tới giờ đi rước chạy. Nói cái gì vậy thôi, tội nghiệp. Vài ngày nữa là Ngọc về với ba về tới nhà nó cũng rộn ràng, cũng vui hơn.